ngày sửa ngày xưa trong một sân trại ấm cúng có hai chú gà trống kiêu hãnh và dũng mãnh nhưng hai chú lại không phải là người bạn tốt của nhau thực tế là chúng ghét nhau và không thể chịu được khi nhìn thấy nhau lông của chúng xù lên và mỏ của chúng sẽ mổ vào nhau bất cứ lúc nào chúng có cơ hội một ngày nắng đẹp chúng quyết định đã đến lúc phải giải quyết mối hiềm khích của mình một lần và mãi mãi với quyết tâm rực lửa chúng bay lên không trung sẵn sàng chiến đấu bằng toàn bộ sức lực bằng mỏ và móng vuốt trận chiến của họ rất khốc liệt lông vũ bay khắp nơi khi họ chạm nhau giữa không trung nhưng khi lớp bụi lắng xuống một con gà trống đã chiến thắng trong khi con còn lại bị thương và rút lui vào một góc của sân trại chịu thua chú gà trống chiến thắng lòng đầy kiêu hãnh và vui sướng bay lên nóc chuồng gà mái với một tiếng gáy lớn chúng ta tuyên bố chiến thắng của mình với thế giới, vỗ cánh chiến thắng, nhưng chúng ta không hề biết rằng có một con đại bàng dũng mãnh đang bay lượn trên đầu, bị thu hút bởi tiếng kêu hãnh của chú gà trống. Bằng một cú xả xuống nhanh chóng, đại bàng lao xuống chỗ chú gà trống kêu hãnh và cắp nó mang về tổ, để lại sân trang trại trong sự im lặng choáng váng. Trong khi đó, gà trống còn lại ngạc nhiên đứng nhìn và đã học được một bài học quý giá chúng ta nhận ra rằng sự kiêu ngạo và khoe khoang chỉ dẫn đến rắc rối vì vậy với sự khiêm tốn trong lòng chú đã bước tới đảm nhận vị trí chủ nhân mới của trang trại và vì vậy các em hãy nhớ lại câu chuyện về hai chú gà trống nó dạy chúng ta rằng sự kiêu ngạo có thể dẫn đến sự sa ngã nhưng cuối cùng sự khiêm tốn và khôn ngoan sẽ luôn chiến thắng chuyện ngụ ngôn này minh họa hậu quả của sự kiêu ngạo hai chú gà trống bởi sự thù địch với nhau đã tham gia vào một trận chiến khốc liệt. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của người chiến thắng cuối cùng đã dẫn đến sự suy sụp khi anh ta khoe khoang về chiến thắng của mình, thu hút sự chú ý của một đối thủ mạnh hơn, đó là đại bàng. Câu chuyện như một lời nhắc nhở rằng sự kiêu ngạo và tự tin thái quá có thể khiến chúng ta đối diện với những mối đe dọa lớn hơn. Cuối cùng, cả trống khiêm tốn và tinh ý, học hỏi từ sai lầm của đối thủ mới trở thành chủ nhân thực sự của sân trại. Bài học đạo đức của câu chuyện, niềm kiêu hãnh đi trước sự xa ngã, cảnh báo sự nguy hiểm của tính kiêu ngạo và tầm quan trọng của sự khiêm tốn. Nó cho thấy rằng những người quá tự hào hoặc khoác lác thường phải gánh chịu hậu quả của sự kiêu ngạo của mình.